Sáng 2 tháng 10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tổng kết cuộc thi viết tìm hiểu biên giới tỉnh Kon Tum và 60 năm truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày 8 tháng 10 năm 1963, ngày 8 tháng 10 năm 2023. Phát động vào tháng 5 năm 2023, sau 3 tháng, cuộc thi viết tìm hiểu biên giới tỉnh Kon Tum và 60 năm truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận hơn 5.200 bài dự thi của trên 50 cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh tham gia. Trong đó, Ban tuyên giáo huyện ủy Đắc Tô dẫn đầu về số lượng bài dự thi với hơn 2.100 bài. Ban tổ chức đánh giá, các tác giả, nhóm tác giả chủ động nghiên cứu tài liệu, thu thập thông tin, đưa ra nhiều dẫn chứng, hình ảnh minh họa cụ thể, trình bày bài thi một cách chặt chẽ, sáng tạo. Cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh trong tình hình mới. Đây là dịp cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Bộ đội Biên phòng tỉnh suốt chặng đường 60 năm hình thành và phát triển đến nay. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức tặng giấy khen và giải thưởng cho 3 tập thể và 14 cá nhân, trong đó giải cá nhân có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 8 giải khuyến khích.